Đây là các giấy tờ cần được dựa trong hôm nay Tôi biết rồi Thư ký Trương à Chị hướng dẫn tôi hả Có gì cô cứ tự nhiên Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cô làm quen với công việc Dạ, cảm ơn chị nhiều nha mỗi ngày mẹ nhìn tấm hình này đều có thêm sức mạnh hay sao con muốn tin vào chồng của con xin hãy giúp cho con có thể tin tưởng anh ấy con nghĩ là chồng con vẫn còn tình cảm với vợ cũ con thấy lo lắm đau lòng lắm con chỉ muốn gia đình con được sống mãi mãi bên nhau mẹ ơi thời gian qua mẹ đã phải chịu đựng những chuyện gì mẹ đã phải một mình chịu đựng bao nhiêu đau khổ rồi alo trung tâm hỗ trợ xin nghe hôm trước tôi đã gọi các anh để hỏi xin thông tin tài khoản liên quan tới vụ biển thủ tiền vậy bây giờ các anh đã điều tra ra được người nhận số tiền đó chưa đó là tài khoản của một người vô gia cư chúng tôi đã có thông tin nhưng không biết được người đó đang ở đâu hết. Tôi sẽ tìm cho được người đó. Tôi nhất định phải biết được. Người đó rốt cuộc là ai? nhìn anh tiều tụy đi nhiều so với lần trước em gặp cô tới đây để làm cái gì tôi đã nói đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa rồi mà ba ba đừng nói như vậy ba cũng thấy việc ở tòa rồi đó lúc đó mẹ đã Cô hết sức để giúp cho ba chứng minh sự trong sạch rồi mà tiền thuê luật sư mẹ cũng đã giúp ba trả đó tôi không cần sự giúp đỡ của cô đâu kìa ba ông xã chúng ta không nên cãi nhau ở chỗ này điều quan trọng bây giờ là phải làm sao chứng minh anh vô tội con đã tìm được luật sư mới rồi đây là một người rất có tài và có kinh nghiệm bà cảm ơn con gái tôi có chuyện phải nói riêng với bé thi cô cứ đi về trước đi tụi em đã cùng vào đây thì phải cùng nhau về mới được hai người nói đi em sẽ đứng chờ Ba ơi, không có nhiều thời gian đâu. Ba định nói với con chuyện gì vậy? Ba tính nhờ con làm chuyện gì sao? Tâm trạng của Hà My bây giờ sao rồi? Vẫn ổn chứ? Lúc ba gặp chị con trên tòa, ba thấy chị con ốm đi rất nhiều đó. Chị con vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Chị ấy sao? Các cổ đồng lớn của công ty chắc chắn sẽ làm khó chị của con. Bây giờ không có tổng giám đốc nên bà nghĩ bọn họ sẽ mở cuộc họp cổ đông chọn người điều hành mới bây giờ chị con có rất ít người ủng hộ đa số ý kiến được phản đối chị con sẽ vất vả lắm đó vậy rồi sao nữa con nói với chị con tới đây nói chuyện với ba một chút đi còn không thì đích thân con hãy dẫn chị của con tới đây bởi vì ba có rất nhiều điều muốn nói với chị con dạ con biết rồi con sẽ nói với chị bé thi à con phải thay ba chăm sóc thật tốt cho bà và chị của con con biết chưa ba là người vô tội bà sẽ nhanh chóng rời khỏi chỗ này ngay trong lúc này con phải cố hết sức để mà giúp cho chị con dạ được ba và dạ đã tới giờ họp quản trị được, tôi biết rồi Em chuẩn bị xong chưa? Dạ, em chuẩn bị xong hết rồi Đừng có hồi hộp quá mà phải tự tin lên đó nha Em phải ra đòn phủ đầu trước Còn vậy thì họ mới không dám làm có em Em sẽ làm được Công ty này là tâm huyết cả đời của mẹ em mà Em phải bảo vệ bằng được nó <laughs> Tình hình này cô định sẽ làm gì ngày nào trên báo cũng nhắc tới vụ giết người rồi vụ tiền công ty bị biển thủ vậy làm sao công ty có thể đứng dẫn được đây chứ phó giám đốc công ty lại là kẻ giết người đúng thiệt là đúng là mất mặt giờ chúng tôi đang rất cố gắng để tìm ra cách thay đổi hình tượng của công ty chúng ta nếu cho tôi thêm một chút thời gian thì người nhà của nạn nhân hiện giờ vẫn đang làm lãnh đạo vậy thì làm sao có thể thay đổi được hình tượng đây tôi thấy hình như gia đình cô đang coi công ty này giống như một tài khoản ngân hàng lúc khẩn cấp việc này thật sự không thể nào chấp nhận được hiện giờ giá cổ phiếu công ty đã sụp một nửa rồi thậm chí còn có tin đồn tên sát nhân đã ra tay giết luôn cả một số cổ đồng lớn của công ty chúng ta không thể chờ thêm được nữa ở kỳ hợp cổ đồng sắp tới chúng ta phải chọn ra người điều hành mới để giúp công ty giải quyết tình hình này đáng lẽ phải làm chuyện đó sớm hơn mới phải à, ở cuộc họp sáng nay họ đã quyết định tổ chức đại hội cổ đông hà mi sẽ không sao chứ chắc chắn là họ sẽ lôi ra chuyện hình ảnh công ty đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng rồi bắt hà mi phải chịu trách nhiệm cho coi sẽ không có sao đâu mà cụ túi dung sẽ phù hộ cho cổ à cô đã xem qua sự kiện quảng cáo chưa vậy ừ rồi sự kiện đó chủ yếu để thay đổi hình ảnh công ty mà sao vậy đã ở trong đó rồi mà ba của con cũng chỉ lo cho hà mi trong khi con mới là người chạy ngược chạy xuôi tìm cách giúp ba của con thoát tội là do ba cảm thấy có lỗi thôi mà chuyện đó con hiểu nhưng mẹ thì lại thấy bực lắm đó à. dạ anh thế hưng em sao dạ được chứ bây giờ em sẽ qua công ty liền đây có chuyện gì vậy? Anh Thế Hưng kêu con tới chỗ công ty để phụ làm vài việc. Anh ấy cần con giúp đỡ. Thôi bây giờ con đi nha mẹ, mẹ à, mẹ cứ về trước đi. À. Là do nó quá tốt bụng hay là quá ngu ngốc vậy? Tại sao nó phải chạy đi giúp đỡ gì công ty chứ? Các cổ đông lớn của công ty chắc chắn sẽ làm khó chị của con. Giờ không có tổng giám đốc nên bà nghĩ bọn họ sẽ mở cuộc họp cổ đông để chọn ra người mới Đa số ý kiến sẽ là phản đối Chị còn sẽ rất chất giả đó Vậy là giờ chức tổng giám đốc của công ty Đang bỏ trống sao? Đại hội cổ đông khẩn cấp Trời ơi, coi bộ công ty bây giờ đang rối tung lên rồi Ủa mẹ, Ờ, à, đây nè, quần áo để con thai ra đó. Thiệt tình á, dạo này mẹ không thấy mặt mũi của con ở đâu luôn. Công ty cái kiểu gì mà bốc lột sức lao động của nhân viên quá vậy con? Ừ, mẹ cũng biết giờ đang khó khăn mà. Trời ơi, nhìn mặt của con hớp đi kìa. Có phải con không ăn uống gì mà suốt ngày cứ đi lo cho Hà My không? Ừ, chuyện đó giờ còn quan trọng hay sao chứ? Hà My đang gặp khó khăn, con phải giúp đỡ cho cổ chứ. Ừ, trời ơi, đúng là bạn trai lý tưởng quá ha. Ủa, Minh Thi à? Ủa, con bé đó tới đây làm gì vậy? Cô có khỏe không diện trưởng? Cô khỏe? Con chắc không khỏe đâu hả? Ừ. Chúng ta đi thôi, mọi người đang chờ mình đó. Mẹ à, con cảm ơn nha, hẹn gặp mẹ ở nhà. Nè, Thế Hưng à, tối nay con có về không? Ừ. Lúc anh gọi điện thoại, anh cũng không ngờ em lại đồng ý nhanh như vậy đó. Cảm ơn em nhiều nha Minh Thi. Cảm ơn cái gì chứ Tại em cũng rất lo khi thấy chị Phải vất vả như vậy Chắc là em cũng mệt mỏi lắm hả Nhìn em cũng xanh xao quá trời à. Em có ăn uống đầy đủ hay không đó Dạ Xin giới thiệu cô Ngô Minh Thi đây Sẽ là người thay thế công việc của Hà My <laughs> bây giờ chúng ta đang chuẩn bị cho sự kiện trang điểm đường phố của công ty anh đang lo vì thiếu người hỗ trợ cho nên có em rồi chắc chắn sẽ đỡ hơn mình qua chào chị của em đi gặp em chắc cổ vui lắm á thôi anh à để ý lần khác đi <laughs> vậy thôi để lần sau Tài nào trình báo cũng nhắc vụ giết người Rồi vụ tiền công ty bị biển thủ Vậy làm sao công ty có thể đứng vững được đây Giá cổ phiếu của chúng ta đã sụt mất một nửa rồi Thậm chí còn có tin đồn Tên sát nhân đã ra tay giết luôn cả một số cổ đông lớn của công ty đó Chúng ta không thể chờ thêm nữa Ở kỳ họp cổ đông sắp tới Chúng ta nhất định phải chọn ra một người mới để giải quyết tình hình này Hà Mia, cuộc họp sao rồi? Sau ba tuần nữa, sẽ có buổi đại hội cổ đông họ sẽ thảo luận về việc bầu tổng giám đốc mới cho công ty <laughs> phải làm sao đây bây giờ em phải làm cái gì đây mạnh mẽ lên em còn ba tuần nữa mà em vẫn có thể chứng tỏ bản thân của mình để khiến họ thay đổi suy nghĩ anh nghĩ em có thể làm được hay không thiếu tự tin như vậy á đâu phải là hà mi mà anh quen biết đâu có anh giúp cho em rồi mà ba tuần là quá đủ ừ? <laughs> ừ thôi không làm phiền em nữa em làm việc đi cần anh giúp gì thì cứ nói ừ dạ hà mi nghe sao rồi tôi biết rồi giờ tôi sẽ kiểm tra ngay đây có chuyện gì sao số hàng hôm nay chuyển ra nước ngoài có vấn đề cho nên không thể chuyển ra cảng do hàng không được chuyển tới nên tàu chuyển hàng ngoài cảng cũng đã rời bến luôn rồi cụ thể là có bao nhiêu sản phẩm bị thiếu phải kiểm tra mới biết được phải bù lại số hàng đó Rồi phải chuyển đi liền nữa Nội trong sáng ngày mai Chúng ta cũng phải gọi điện thuê lại tàu chuyển hàng Liệu đây có phải là cái kết của công ty mỹ phẩm Xuân Dân lo ăn đi đọc cái gì nữa huh. anh quan tâm vụ này quá ha là vì cô gái đó sao phi sự tiếp theo là khi nào vậy mười ngày nữa Ai... tới lúc đó mà có được bằng chứng rõ ràng thì thật là hay quá bằng chứng rõ ràng là cái gì nếu như tìm được công cụ mà ông ta dùng để phá thắng xe thì trò chơi kết thúc anh lại thấy chuyện này rất kỳ lạ nếu ông ta muốn chiếm tiền bảo hiểm Sao lại cho bà ấy uống thuốc ngủ rồi phá thắng xe Bây giờ ngài luật sư đang nghi ngờ phán đoán của công tố đó hả Nếu như ông ta muốn dựng lên vụ tai nạn Thì sao lại tạo ra những bằng chứng lộ liệu tới như vậy chứ Em đã nói với anh rồi Do ông ta chưa lên kế hoạch kỹ càng Vụ biển thủ bị phát hiện Nên ông ta phải dội giả ra tay Vì dội nên mới phạm sai lầm <laughs> Nè Cái đó chỉ là em nghĩ mà thôi <laughs> nếu vậy anh giải thích sao về việc vợ cũ và các con của ông ta sống ngay bên cạnh người đàn ông này hờ, rõ ràng đã có ý phản bội vợ của mình đó là một tội không thể nào tha thứ nè em có thấy là hình như em đã quá chủ quan trong vụ này rồi không ông ta giấu vợ cũ ở bên cạnh như vậy lừa dối vợ của mình thậm chí là lừa luôn cả mẹ vợ và con gái nữa nè dựa vào lời khai thì cô con gái sau vụ tai nạn mới biết vợ cũ của ông ta ở ngay kế bên mà Hà Mỹ nói Người mà cô yêu thương tôn trọng nhất trên đời Chính là ba mình à, Chắc là cô sốc lắm Ủa vậy thì Nếu bị du quan thì chứng tỏ có kẻ Đã lên kế hoạch để hại ông từ đầu rồi Vậy thì có ai Có mối thù nào đó với ông Hay là có ai mà ông cho mượn tiền không Không có ai như vậy Minh Kỳ và Minh Chi <laughs> Từ giờ sẽ do tôi hoàn toàn nuôi dưỡng Ông xã Tôi sẽ dành lại các con Cứ chờ coi Giờ thì tôi biết rõ rồi Trần Mỹ Nga Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này Mà tôi đã từng mắc phải Chính là đã gặp cô đó Em Bây giờ đang cần một số tiền Tiền sao Đâm tỷ con Chà không có ai thiệt hả Có một người Mà tôi đã mua bảo hiểm cho cô ta Chắc không phải người đó đâu Nếu cô ta muốn chiếm số tiền bảo hiểm Thì sẽ giết ông Chứ đổ tội làm gì Đưa ông vào tù cô ta đâu có lợi gì đâu à, Nhưng mà Ông với người đó có quan hệ gì năm 5403 Có người gặp Tôi là luật sư Hoàng Trung Hào à, Chào anh Ông ngồi đi Tôi nghe nói là hiện giờ ông vẫn chưa nhớ được gì về vụ tai nạn. Thật sự ông không nhớ được chút gì sao? Tôi tôi không nhớ gì về hôm xảy ra vụ tai nạn, nhưng mà tôi chắc chắn rằng mình không hề lấy tiền của công ty. Cho nên xin ông hãy giúp tôi điều tra sự việc này, được, còn gì nữa không? À còn nữa. Trên xe anh sẽ tìm thấy món quà mà tôi đã tặng cho vợ của mình nếu như tôi đã lên kế hoạch giết chết cổ rồi vậy thì tại sao tôi lại chuẩn bị quà chứ <laughs> em không chịu nổi được nữa rồi ngày nào đi làm em cũng nghe những lời xì si xào bàn tán em thật sự không thể chịu đựng thêm nữa em muốn ra đầu thú em làm ơn tỉnh táo đi đừng có nói mấy lời nhảm nhí đó nữa sao em lại yếu đuối như vậy vừa rồi chị đã vào gặp anh rể em đó anh vẫn khỏe chứ? Bị nhốt trong đó, nhưng anh vẫn lo cho công ty. Quỳnh Tú Dung thì bị chết, còn anh thì ở trong tù. Vậy mà anh vẫn còn tâm trí, lo lắng cho con nhỏ Hà Mi đang gặp khó khăn. <laughs> Chuyện đó đúng mà. Anh muốn giúp đỡ cho công ty. Anh nhờ chị chuyển lời cho em, giúp mang giấy tờ vào đó để cho anh xem. <laughs> anh đúng là có trách nhiệm đó. Đây là cách để em bù đắp cho anh rể đó. Em biết rồi. Nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn nếu như em giữ kín chuyện biển thủ có đúng không dạo này em căng thẳng quá trời luôn em không có làm được cái gì hết công ty dạo này sao rồi con bé hà mi làm việc tốt chứ <laughs> quản lý hà bây giờ nếu như anh cho nhà máy hoạt động suốt đêm thì tới 10 giờ sáng mai sẽ ra được bao nhiêu sản phẩm công ty sẽ trả tiền tăng ca cho công nhân mà anh giúp tôi quy động tất cả công nhân làm cho kịp tiến độ hả? Xin anh giúp cho tôi Tôi nghe Tôi đã gọi được quản lý Kha ở chỗ bến tàu rồi Được, nói máy cho tôi Alo, xin chào quản lý Kha Tôi là Ngô Hà My, tổng giám đốc tạm thời của công ty mỹ phẩm Sujeon đây Chắc anh cũng biết tình hình của chúng tôi rồi Tôi biết yêu cầu như vậy có hơi quá đáng Nhưng việc lần này thật sự rất cấp bách trước 12 giờ trưa mai, chúng tôi phải chuyển hàng lên tàu ra nước ngoài. Dạ, vậy tôi sẽ chờ anh gọi lại. Làm ơn giúp chúng tôi nha. Thư ký Trương à. Dạ. Bây giờ chị lấy cho tôi tất cả danh sách các công ty vận chuyển mà chúng ta đã từng làm việc đi. Dạ, giờ dạ phải tôi nghe đi. Đây. đây là tất cả giấy tờ Cần cho bữa họp cổ đông Chị đưa cho anh rể đi Nói anh cần gì nữa thì cứ nói với em À Số tiền mà em đưa cho chị Chị đưa anh rể rồi Anh gửi lời cảm ơn em đó Cảm ơn gì chứ Chính em đã hại anh ấy mà Mà sao tự nhiên em lại chuyển nhà vậy Tìm được nhà mới chưa Nhà mới hơi nhỏ Nhưng em cũng không có nhiều đồ Ở một mình cũng ổn Thôi em về nha sao mà nhìn em cứ lờ đờ vậy tối hôm qua em không ngủ ngon giấc thôi hôm nay em thấy hơi nhức đầu ngủ một giấc chắc sẽ đỡ mà Con thành thật xin lỗi bác Sau tất cả những điều tốt đẹp Mà gia đình bác đã mang lại cho con Thay vì phải trả ơn Thì con lại làm như vậy Con thật sự xin lỗi bác Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu tới các bạn bộ phim này Con đang phải chết xuống địa ngục mà con thật sự xin lỗi. Phú Khang hả? Bác à! Ôi trời! Sao vậy Phú Khang? Có gì đứng lên rồi nói ha? Lúc đầu cô biết chuyện chị con về nước. Nhưng mà chuyện chị dọn tới đây thì cô không biết gì hết. Sau khi phát hiện ra thì con lại không dám nói sự thật cho bác biết con thật sự xin lỗi bác bây giờ con cũng không biết nói gì với bác nữa à, ôi trời ơi sao người của con lại toàn là mồ hôi vậy có phải con đang bị sốt không trời ơi con đã uống thuốc chưa nhìn mặt con xanh xao quá không phải Không phải loại có màu Bây giờ chúng ta cần 5.000 hộp Loại sản phẩm không màu và sản phẩm dưỡng da Để chuyển đi đó Bây giờ tôi đang liên hệ các xưởng khác Xem có đẩy nhanh tiến độ được hay không hà My à anh đã gọi bên tàu hàng chưa nếu nói qua điện thoại thì không rõ cho lắm cho nên anh tính là tới chỗ cảng liên hệ trực tiếp với quản lý ở bên đó luôn còn em thì sao rồi nếu như các xưởng của chúng ta đồng loạt tăng ca suốt đêm nay thì có thể sẽ kịp bổ sung sản phẩm ừ. trưởng phòng à nếu liên hệ được với bên tàu hàng anh nhớ báo cho em biết nha được rồi Diện trưởng Hà Phương cũng là một cổ đông lớn của công ty sao? Cô ta và Thế Hưng sở hữu một lượng lớn cổ phần của công ty Su Dơ. Cái gì đây? Tại sao Minh Thi của mình lại không có một chút cổ phần nào hết? Vậy mà dám nói yêu thương con của Quỳnh Tú Dung với con của mình y như nhau, giống nhau ghê ha. Minh Thi, bây giờ con đang ở đâu? Vẻ ngoài của phụ nữ rất quan trọng. Bây giờ chúng Trang tôi sẽ giới thiệu cho quý thiền. vị sự kỳ diệu của mỹ phẩm. Mời quý vị cùng tham gia sự kiện đặc biệt quảng bá sản phẩm của công ty Suyon chúng tôi. <laughs> xin mời quý vị hãy thử dựng may của mình. Xin, xin mời. mời. <cười> <cười> Tiếc quá. À, Trời ơi, rồi. mời người kế à, tiếp. Mà chị, xin mời chị. <cười> <cười> oh. <cười> Wow. Ừ. Wow. xin chúc mừng chị nha Mà chị đi lối này. Minh Thi à? Dạ, xin mời. Nè Minh Thi. Dạ. Em đã sẵn sàng chưa? Chị trông cậy hết vào em đó nha. À... Ờ. <laughs> dạ cho hỏi, có phong cách trang điểm nào mà chị muốn thử không? mỹ phẩm xuôi dân phải cái công ty trên báo không phó tổng giám đốc công ty là kẻ đã giết người để chiếm tiền bảo hiểm đó thật vậy đó sao tôi không có xài sản phẩm của công ty như vậy đâu tôi cũng không xài tôi còn phải chờ thêm bao lâu nữa đây à, thành thật xin lỗi chị chờ tôi một chút con đang làm gì ở đây vậy mẹ à Mẹ làm cái gì vậy Con không có tự trọng sao Người ta thì đang ngồi trên cái ghế tổng giám đốc cao sang quyền quý Còn con thì lại cầm cụi lê lết ở đây sao Tại sao con phải làm vậy hả Con còn phải làm việc nữa Con xin nghỉ việc ở diện trang điểm để làm cái này sao Con vào công ty mỹ phẩm xu dân để làm cái này hả? hả Con làm cái gì thì sao chứ Có thể mẹ nghĩ là con làm vậy thật nực cười Nhưng đối với những người đã luôn Coi con là gia đình của họ Với người mẹ đã mất của con đây chính là điều tốt nhất mà con làm được còn nói ai đã mất mẹ sao à, 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 à. ủa có chuyện gì à. vậy mẹ à con gái của trần mỹ nga không làm được gì ngoài việc phải lê lết ngoài đường như vậy hay sao mẹ không thể để con như vậy được bây giờ con dừng lại rồi mau theo mẹ không đâu con sẽ không bỏ công việc này bởi vì anh thế hưng đã nhờ con làm công việc này mà vậy cho nên con tuyệt đối không thể nghỉ việc được con sẽ tiếp tục làm anh thế hưng sao vậy là con chịu ra đây làm tất cả những việc này vì cái thằng nhóc đó cái thằng nhóc đó là gì của con chứ suốt bảy năm mẹ không có ở đây thì anh thế hưng chính là nguồn động viên rất lớn đối với con vào cái ngày mà con chạy vào bệnh viện sau khi nghe tin ba bị tai nạn trên núi chính ảnh là người đã phát hiện ra đầu gối của con bị chảy máu và anh chính là người duy nhất để giúp con băng vết thương lại anh ấy cũng là người giúp con vào làm trong viện rồi sau đó suốt thời gian dài người ngày nào cũng tới hỏi viện trưởng có chăm sóc tốt cho con hay không chính là anh thế hưng đó có thể là mẹ không bao giờ hiểu được cảm xúc của con đâu nhưng mà con thật sự rất biết ơn khi ảnh nhờ con làm việc này chính việc mà ảnh cần con ảnh đã gọi cho con nói rằng con hãy giúp ảnh việc này làm con cảm thấy rất tự hào dù cho mẹ có nói gì thì con vẫn sẽ tiếp tục công việc này. Con đi đi. <laughs> Nó thích cái thằng nhóc đó được bao lâu rồi vậy? Đúng là con bé ngốc mà. Vậy là Minh Thi đang thích thằng Thế Hưng sao? Nếu vậy sự việc này có thể sẽ có điều thú vị đây. <laughs> Stea, lần này cần nhờ tới anh rồi. Bởi vì bây giờ người hiểu nhất về bà Hạ Phương đó chỉ có anh mà thôi. Ê, nè, nè, khoan đã, khoan đã. Ôi, 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 nè, nè. ôi ôi, nè, cậu có biết cái này đáng giá bao nhiêu tiền không? Thiệt tình à, tôi chỉ đóng tiền thuê nhà trễ của hai tháng thôi. Hả? Sao cậu tàn nhẫn vậy? Hả? nghe tôi nói đi, cho tôi thêm chút thời gian nữa. Khi tôi làm xong vụ này á, tôi sẽ trả tiền thuê nhà một năm cho cậu luôn. Tôi không quan tâm. Nếu tôi còn cho anh ở lại á, thì ông chủ sẽ đuổi việc tôi đó có biết hay không? Trời đất ơi, đúng là tàn nhẫn quá. Ở ông cô, cô Mi nga. Trời. Trời, phải gọi điện chứ sao tự nhiên cô lại ghé qua đây vậy đây là tất cả tài sản ừ ủa chị hai à. ai đây chào hỏi đi đây là steve còn đây là em trai của tôi trần phú khang để tôi tự giới thiệu nha tôi là steven oh, là ai vậy chị chị đã kể với em rồi chị bị lừa tiền ở philippines kẻ đã lừa tiền của chị chính là hắn ta đó cái gì mày sao mày tới đây? chị phải đem hắn tới đồn cảnh sát mới phải chứ trời cái cậu này cậu chào hỏi người khác vậy đó hả cậu có biết gì chị cậu mà tôi phải làm chuyện gì hay không đi cậu liệu cái hồn của mình Anh đó im miệng lại đi Nộp hắn ta cho cảnh sát, có lấy được tiền không? Chị đã có kế hoạch nên em cứ cho hắn ta ở lại đây đi. Nhớ canh chừng, đừng có để cho hắn bỏ trốn đó. <laughs> chị muốn em ở chung với tên khốn này hả? Chuyện đó không được. Chị cần hắn thì dẫn hắn về nhà của chị đi. Nhà của chị rộng mà. Vậy chị phải nói sao với tụi nhỏ hả? Cứ cho hắn ở lại đây đi. Sao chị cứ ép em làm mấy cái việc này chứ? Ê, trời đất ơi! Nè nè, trời đất ơi cái thằng này. Anh nói tiếp chuyện lúc nãy đi Cô diện trưởng Hà Phương đó Có nhiều tiền tới vậy sao Là mỏ vàng đó Mỏ vàng Sau khi chồng chết cô ta chỉ biết kiếm tiền Ngoài diện trang điểm ra Ở khu can năm cô ta có bốn tòa nhà nữa Chà tiền cũng có nè Cổ phiếu cũng có nè Rồi bất động sản cũng có luôn Thật sự đúng là một mỏ vàng lớn đó nghe Vậy hiện giờ Anh tiến hành kế hoạch của mình tới đâu rồi Ờ, à, bây giờ tôi đang chơi trốn tìm để cô ta chủ động. À, bây giờ tôi phải chuẩn bị để cô ta chịu ký vào bản hợp đồng tôi đưa ra, hả? một cách thoải mái và nhẹ nhàng. Ủa? Trời ơi, mà. Lúc tôi nhìn thấy món trang sức này, một thứ đồ sang trọng và rực rỡ, chói sáng như vậy thì tôi nghĩ chỉ phù hợp với một mình cô thôi. cô có thích không? À, không chỉ là thích nó không thôi đâu. nếu vậy thì không biết tôi có vinh hạnh đeo món này cho cô không? tôi xin phép. À, 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 à ừ tôi biết sẽ hợp với cô mà à, à, à tôi à, tôi xin phải hết về nhà vệ sinh được thôi. À, à. <laughs> được rồi được rồi được rồi ơi ơi anh nào quá. à à ơ ừ, cái gì đây à trời cái gì không biết nữa ơi à là trang sức hả chắc ông tao mua tặng cho bà ta lấy luôn lấy luôn lấy luôn <laughs> Mệt quá Ê, Cũng may là mình lấy được nó <laughs> Tôi thấy hình như mấy chùa tới thì phải à, Mình à Em đi rửa tay một chút À đi đi <laughs> Mình đâu phải là gái mới lớn đâu, sao lại em vậy chứ? Sao lại trùng hợp gặp nhau vậy? Ờ, à, phải. Chị khó chịu khi gặp tôi sao? Đâu có đâu, nhưng mà cũng không hẳn là cảm thấy vui. <laughs> Diện trưởng lúc nào cũng là một người thẳng thắn hết, thiệt đáng ngưỡng mộ kiếm có doanh nhân thành đạt nào lại thẳng thắn như chị lắm <laughs> chị hãy cẩn thận với anh ta cô nói cái gì là steve à không ý tôi là james là một kẻ lừa đảo cho nên chị phải cẩn thận đó nếu chị muốn biết thêm thông tin gì thì cứ thoải mái gọi điện cho tôi đây là số của tôi tính dở trò gì đây chứ? Ờ, ờ. cái cụ đó sao mày nhìn quen vậy kìa? Ờ, à, ngoài vợ chồng ông Ngô Nam Khôi ra, chị có thấy ai vừa mua bảo hiểm 10 tỷ won, sau đó lại tiếp tục mua bảo hiểm 50 triệu giống như vợ chồng họ hay không? Ngoài họ ra thì không có người nào hết chị không cảm thấy như vậy rất lạ sao phương châm làm việc của tôi là không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của khách hàng tôi luôn tuân thủ phương châm đó ừ. ờ, thời gian chính xác họ mua bảo hiểm 10 tỷ là khi nào phải đảm bảo ngày mà cô nhìn thấy ngô nam khôi và quỳnh tú Lung cũng chính là cái ngày mà họ đã mua bảo hiểm cho nên bây giờ cô hãy sửa lại bản hợp đồng cho khớp thời gian này. Thời gian đó được ghi rất rõ ràng trong hợp đồng. À, vậy chị có nhớ tại sao mà ông Ngô Nam Khôi và bà Tú Dung đều chọn Ngô Minh Thi làm người thừa kế bảo hiểm cho họ hay không vậy? À, tôi nhớ là lúc đó ông Nam Khôi hình như đã rất cố gắng thuyết phục vợ ông ấy làm như vậy cho nên cuối cùng cố gắng thuyết phục vợ ông ấy sao được tôi hiểu rồi từ nãy tới giờ những gì chị nói đều là sự thật chứ phải được vậy ở phiên xử tiếp theo mời chị đến làm nhân chứng giúp tôi à việc đó hả tôi không chắc là có thời gian là người bán bảo hiểm chị trương ngọc giao chắc chắn phải có mặt chị hiểu tôi nói gì chứ <laughs> Ê, thiệt tình nó chỉ là chị mình nhưng mà như vậy không được làm sao mình có thể sống chung với cái tên khốn đó được chứ trong căn nhà nhỏ xíu như vậy nữa ê, ê. À. 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 Chị, chị, chị hai, chị hai Chờ đã, chờ đã Cái con khốn này rắc rối của mày thì tự mày xử đi chứ sao lại bắt tao phải dọn dẹp cái mớ hỗn độn của mày chứ giải thưởng doanh nghiệp sắp diễn ra mà giờ tao phải ra tòa làm chứng thì biết làm sao chúng ta đã bàn rõ chuyện này rồi mà bàn rõ ai bàn chuyện gì với mày chứ chính tại vì kế hoạch điên rồ của mày mà bây giờ tao phải ra tòa làm chứng đi nè <laughs> tao khai nha tao sẽ khai là thực ra tao chính là người đã bán hợp đồng đó cho hai người họ và mày là người đã ra lệnh cho tao bây giờ mày dám đe dọa tao sao sao mày dám như vậy chứ? mày dám đe dọa phá hỏng hết sự nghiệp của tao nghề dựng hay sao? chắc là chúng ta phải kết thúc tại đây thôi. trương ngọc giao, trương ngọc giao, nè ngọc giao, thả ra, thả vâng ra, đã. thả Quay ra, vâng. thả tôi, tôi ra. tôi xin chị, tôi, đừng mà. tôi xin chị là thả đừng thả chế đừng ra đi. tôi biết rõ những gì chị gây ra cho chị đừng hoàn toàn sai, nhưng mà thả là con người với nhau không thể làm vậy được đâu số tiền mà chị tôi bây giờ đang nợ chị tôi sẽ trả hết cho chị tôi sẽ làm tất cả để trả lại số tiền đó cho chị mà cả đời này tôi làm nô lệ cho chị cũng được mà hả vậy là cậu sẽ trả tôi số nợ đó sao <laughs> alo tôi nghe đây tình hình sao rồi anh đã đủ nguyên liệu nếu như bây giờ vận hành suốt đêm thì tôi nghĩ sáng mai sẽ có đủ hàng cảm ơn anh cảm ơn anh nhiều lắm nha anh quản lý ừ anh liên hệ được tàu hàng chưa bộ không được hay sao hả anh sao lại không chứ sáng ngày mai sẽ có tàu cặp bến cảng nên chúng ta có thể chuyển hàng được rồi được rồi hả <laughs> trời ơi may quá à, 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 Trời đất ơi Quỷ thần ơi Thủ địa ơi Làm ơn đi đừng mà Đừng đừng Cứu tôi Cứu, à, 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 cứu tôi với à, 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 à. Tôi sẽ trả nợ cho chị mà Làm ơn ta cho tôi đi Làm ơn đi mà Làm ơn Làm ơn đi mà chị ơi cho tôi thêm một chút thời gian thôi Chẳng bao lâu nữa Công ty mỹ phẩm sùi Dương sẽ là của con gái tôi Hãy cứu tôi với Mày định dở trò gì nữa vậy Tha cho tôi đi Làm ơn Công ty đi. đó chắc chắn sẽ thuộc về của con gái tôi mà Tôi bảo đảm chuyện đó sẽ xảy ra Tôi chắc chắn với cô sẽ làm được mà Cô chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian nữa thôi 내가 꼭 그렇게 만들 거니까 시간을 조금만 더날란다이야 <laughs> 우리가 해냈다. <웃음> 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 우리가 해냈다 <웃음> <웃음> 해냈다! <웃음> <웃음> 우리가 해냈다! 하하다 <laughs> <laughs> 啊啊啊。<laughs> <laughs> <laughs>